giới thiệu với mọi người, đây là mỏ lết răng cán nhôm của hãng MCC, sản xuất 100% tại Nhật Bản. Mỏ lết răng cán nhôm nó có cái ưu điểm đó là mình cầm làm việc nó rất là nhẹ. Ở trên thân mỏ lết có khắc nổi tên của hãng là MCC, model và chiều dài, rồi tên của nước sản xuất là Japan. Mặt sau này thì có khắc nổi vật liệu của cái cán này, đó là vật liệu nhôm. Đây là cái ngầm kẹp. Serial model của mỏ lết răng cán nhôm đó là PQ-AL nha mọi người. Mọi người có thể vào website www.lucas.net.vn để xem thông số kỹ thuật và thông tin chi tiết của về cái mỏ lết răng cán nhôm này. Cán của mỏ lết răng có thiết kế một cái lỗ để treo dụng cụ. Loại mỏ lết răng cán nhôm này nó có nhiều size khác nhau. Thì để biết về thông tin chi tiết thì mọi người gọi điện trực tiếp cho Thanh hoặc là truy cập vào website www.lucas.net.vn, mình có để ở trên màn hình để xem thông tin chi tiết nha.